Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 7 năm 2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất phương án thống nhất với Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức giao thông cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân lưu thông quá cảnh qua thành phố này sau khi địa phương này thực hiện cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây, tỉnh Long An đi tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước và ngược lại. Lộ trình 1, quốc lộ 1, quốc lộ 62, quốc lộ N2, tỉnh lộ 8, Huỳnh Văn Cù, quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước. Lộ trình 2, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, quốc lộ 1, quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây, tỉnh Long An về tỉnh Đồng Nai và ngược lại. Lộ trình 1, quốc lộ 1, quốc lộ 62, quốc lộ N2, tỉnh lộ 8, Huỳnh Văn Cù, quốc lộ 13, Phú Lợi, Mỹ Phước, Tân Vạn, quốc lộ 1K, tỉnh Đồng Nai. Lộ trình 2, tỉnh lộ 8, quốc lộ 22, quốc lộ 1, cầu Đồng Nai, quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai. Lộ trình 3, quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, đường D1, khu công nghệ cao, đường D2, võ chí công, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai. Lộ trình 4, quốc lộ 1 hoặc cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, quốc lộ 50. Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây, tỉnh Long An về tỉnh Tây Ninh và ngược lại. Lộ trình 1, quốc lộ 1, quốc lộ 62, quốc lộ N2, DT825, DT822, tỉnh lộ 7, quốc lộ 22, tỉnh Tây Ninh. Lộ trình 2, quốc lộ 1, quốc lộ 22, tỉnh Tây Ninh. Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đồng Nai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại. Lộ trình 1, quốc lộ 22, tỉnh lộ 8, Huỳnh Văn Cù, quốc lộ 13, Phú Lợi, Mỹ Phước, Tân Vạn, DT 743A, cầu Đồng Nai, quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lộ trình 2, quốc lộ 22, quốc lộ 1, cầu Đồng Nai, quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lộ trình 3, quốc lộ 22, quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, đường D1, khu công nghệ cao, đường D2 Võ Chí Công, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.